Triệu Tử Long, chiến thần vĩ đại trong thời Tam Quốc, có thực là gái giả trai? Năm 229, Triệu Vân chết ở Hán Trung, quân sĩ nước Thục vô cùng nuối tiếc, tuy nhiên về thân phận của ông là điều bí ẩn, mãi chưa có lời giải đáp. Triệu Vân, tên tự là Tử Long, người vùng Thường Sơn, là danh tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán. Triệu Vân sinh ra tại huyện Chân Định thuộc quận Thường Sơn, hiện nay là huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc, phía Bắc Trung Quốc. Ông có ngoại hình hùng dũng, uy phong lẫm liệt, giỏi võ nghệ và có tài thao lược. Tam Quốc diễn nghĩa có ghi rằng ông cao 8 thước, mắt rồng, mày rậm, má bầu, mặt rồng, sống mũi diều hâu, lưng sói, tay vượn, bụng beo, cưỡi bạch long mã, uy phong lẫm liệt. Triệu Vân được biết đến như là một chiến binh vĩ đại. Triệu Vân hội tụ đủ các bản chất của những anh hùng trong thời đại của ông. Mặc dù Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung chỉ đặc biệt miêu tả Triệu Vân võ công cao cường, thật ra thì ông còn đáng được ngưỡng mộ bởi tài thao lược khôn khéo, lòng trung thành tận tụy và tính cách thẳng thắn, sự dũng cảm phi thường. Chính Triệu Vân đã dám đứng ra can gián Lưu Bị tiến đánh Đông Ngô để trả thù bằng những lý do sáng suốt. Từ một di chỉ khảo cổ lạ lùng. Vào cuối năm 1999, một đội khảo cổ của chính phủ Trung Quốc đã khai quật mộ của Lưu Bị và đã phát hiện một số lượng lớn các văn vật cuối đời nhà Hán. Trong số này, điều khiến người ta cảm thấy kinh ngạc nhất chính là những ghi chép của Hoàng đế Lưu Bị. Từ những ghi chép này, người ta đã khám phá ra một bí mật suốt 2.000 năm nay vẫn chưa được biết đến, đó là danh tướng Tam Quốc Triệu Vân thực chất là gái giả trai. Triệu Vân là gái hay trai đến nay vẫn nằm trong vòng bí mật khi không có những bằng chứng cụ thể. Thế nhưng điều này buộc người ta phải suy nghĩ và tìm hiểu lại đối với những sự việc đã diễn ra. Triệu Vân đẹp trai khác thường. Triệu Vân ngoài 20 tuổi đã bắt đầu theo Lưu Bị chinh chiến xa trường. Tuy nhiên trong suốt 18 năm, nhưng Triệu Vân luôn trẻ trung đẹp đẽ, mặt trắng, không râu ria xồm xoàm như những nam nhân khác. Triệu Vân không có ý định muốn kết hôn. Khi được giao giữ chức thái thú quận Quế Dương, thay hàng tướng Triệu Phạm, Phạm có người chị dâu ở quá 3 năm, rất xinh đẹp, muốn gả cho Triệu Vân. Song Vân kiên quyết cự tuyệt, khiến cho Triệu Phạm trở mặt với Lưu Bị, còn vị phu nhân kia thì xấu hổ vô cùng. Triệu Vân luôn ở vị trí nằm ở giữa. Ở đây chúng ta cũng có thể thấy Triệu Vân ở giữa trong ngũ hổ tướng nhà Thục Hán, là mệnh thổ, còn 4 vị trí xung quanh, 4 vị tướng tương ứng với thủy, mộc, hỏa, kim. Mà thổ là đất, tượng trưng cho mẹ. Chỉ những thứ sinh sôi nảy nở đều từ nơi này ra. Là trung tâm như trái đất vậy, không phải là mặt trời, dương, đại biểu cho nam nhi. Và ngũ hành tương sinh thì hỏa sinh thổ, như là mặt trời chiếu rọi xuống cho cỏ cây hoa lá sinh sôi, nảy nở từ mặt đất. Với mặt trời là trời tròn, còn mặt đất là đất vuông, như sự tích bánh chưng bánh dày của người Việt Nam vậy. Nếu Triệu Vân là gái giả trai thì cũng không có gì quá bất thường. Nghiên cứu hiện đại cho rằng nếu giả thuyết thú vị về thân thế của Triệu Vân được chứng thực thì danh tướng này có thể được so sánh với thánh nữ Jeanne d'Arc, anh hùng dân tộc Pháp. Và đó cũng không phải là trường hợp nữ giả trai duy nhất trong lịch sử. Trong lịch sử của Trung Quốc có Chung Ly Xuân là phần nữ nhưng thích đóng giả trai để đi học võ luyện kiếm như đàn ông, đã từng tới hỏi học binh pháp ở thầy Quỷ Cốc Tử, rồi sau này đi theo bảo vệ cho Tôn Tẫn. Cô cũng đã từng cứu mạng vua nước Tây khi bị thích khách là cao thủ võ lâm tới ám hại và đặc biệt là luôn một lòng với Tôn Tẫn. Nếu đây là sự thật thì sẽ là một trong những giai thoại nổi tiếng nhất của thời Tam Quốc nói riêng và lịch sử Trung Hoa nói chung cho tới ngày nay, khiến nhiều người phải cảm thán. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.